Xin chào các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn cách tải và sử dụng phần mềm Zoom. Đây là một phần mềm đang được rất nhiều các trung tâm, trường học trong nước và quốc tế sử dụng, với mong muốn mang đến cho quý phụ huynh và học sinh tham khảo để biết cách sử dụng phần mềm này một cách tốt hơn. Để tải phần mềm, các bạn vào trình duyệt Chrome và chúng ta nhập zoom.us. Tiếp theo, các bạn bấm vào tài liệu và di chuyển chuột vào dòng chữ tải xuống Zoom Client. Các bạn tải bản 32 hoặc 64 bit tùy theo máy tính của mình. Để kiểm tra máy tính của mình là 32 hay 64 bit thì các bạn vào My Computer, ấn chuột phải thì ở đây sẽ hiện ra hệ điều hành là Win mấy và bao nhiêu bit. Thì các bạn sẽ tải cái bản tương ứng với máy tính của mình. Đến đây, các bạn chọn nơi lưu trữ file cài đặt và bấm vào Save. Sau khi tải về, các bạn bấm vào Mở để cài đặt phần mềm. Đây là phần mềm tương đối nhẹ, nên việc tải và cài đặt diễn ra cũng rất là nhanh. Bây giờ, phần mềm đã được cài đặt xong và chúng ta có thể sử dụng. Sau khi tắt phần mềm mà các bạn không nhìn thấy biểu tượng xuất hiện ngoài màn hình thì các bạn bấm vào RAM để chúng ta lấy nó ra nhé. Các bạn có thể add nó vào cái thanh công cụ phía cuối màn hình. Hoặc là các bạn có thể đè chuột trái để kéo nó ra nhé. Bây giờ các bạn mở phần mềm và thấy giao diện đang là tiếng Anh. Thì các bạn quan sát trên màn hình để chúng ta có thể chuyển sang tiếng Việt. Sử dụng sẽ được dễ dàng hơn nhé. Nếu là học sinh thì chúng ta không cần phải đăng nhập hoặc lập nick gì cả, mà chúng ta chỉ cần bấm vào tham gia cuộc họp. Đến bước này thì chúng ta có thể bấm trực tiếp vào cái đường link mà thầy cô giáo đã gửi cho chúng ta qua Facebook hoặc Zalo. Hoặc là chúng ta dùng cách thứ hai và chúng ta dùng cái ID của thầy cô đã cho và chúng ta đăng nhập cái ID đó vào cái ô đầu tiên này. Ở ô kế tiếp, bạn hãy nhập tên của bạn vào đây. Bạn có thể bấm vào ô ghi nhớ tên để lần sau không phải nhập và bấm vào tham gia. Tiếp theo, bạn hãy nhập mật khẩu mà cô giáo đã gửi cho bạn và sau đó bấm vào tham gia cuộc họp. Đến bước này thì phải chờ cô giáo duyệt, bạn mới tham gia vào lớp học được. Sau khi cô giáo chấp nhận, bạn hãy bấm vào tham gia với âm thanh của máy tính. Đây là cái lỗi không tìm thấy mic, bạn có thể tắt thông báo và học bình thường. Lỗi này thường gặp ở máy tính bàn. Bạn bấm 2 lần để mở full màn hình. Đây là giao diện đầu tiên của lớp học online. Trên màn hình, các bạn đang nhìn thấy camera của giáo viên đang hướng vào bức tranh. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu các công cụ có trên màn hình nhé. Công cụ đầu tiên, bạn có thể tắt mở micro nhé. Tiếp theo, bạn có thể tắt mở camera. Đây là cái lỗi không tìm thấy camera hoặc camera bị lỗi. Ở mục người tham gia, cho biết số người đang có trong lớp học trực tuyến này. Bạn có thể thay đổi tên của mình.
Bạn có thể bấm mời để rủ thêm bạn bè tham gia lớp học này bằng cách gửi qua mail hoặc Yahoo. Ở đây bạn cũng có thể tắt mic được nhé. Tiếp theo, trong mục trò chuyện, bạn có thể gửi tin nhắn cho mọi người hoặc một người nào đó trong lớp học của mình. Tiếp theo, trong phần chia sẻ màn hình, bạn chỉ có thể chia sẻ màn hình khi được sự đồng ý của cô giáo. Tiếp theo là phần ghi hình, bạn cũng cần phải có sự đồng ý của giáo viên. Và cuối cùng, bạn có thể giơ tay hoặc thể hiện các biểu tượng cảm xúc của mình như mặt cười, mặt khóc, trái tim, vân vân. Ngoài ra, ở phía trên bên trái còn có dấu tích màu xanh. Bạn bấm vào đó để xem thông tin lớp học. Kế bên có biểu tượng bánh xe. Bạn có thể tùy chỉnh một số chức năng về âm thanh, hình ảnh theo cá nhân của mình. Và cuối cùng, bạn bấm vào nút màu đỏ cuối màn hình để thoát khỏi lớp học. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ xong cách tải và sử dụng phần mềm Zoom dành cho học sinh học online hoặc trực tuyến tại nhà. Qua video này, hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách học trực tuyến, giúp cho việc học tại nhà được trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ, tôi xin được tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy bấm like và đăng ký để nhận được thông báo xem các video chia sẻ tiếp theo. Chào các bạn!